Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhắc đến những dòng xe châu Âu thì ai cũng biết đó là những dòng xe sang, bởi nó được thiết kế rất đẹp và đặc biệt là độ an toàn cao với những tính năng hiện đại. Chính vì vậy mà các hãng xe đã làm nên tên tuổi, thương hiệu của họ như Mercedes, Audi, BMW v.v. Rất nhiều người muốn được sở hữu những chiếc xe đến từ các hãng tên tuổi này, nhưng vì điều kiện thì không phải ai cũng có thể sở hữu những chiếc xe mới này. Vậy chúng ta phải tìm đến những chiếc xe lướt, những chiếc xe đã qua sử dụng. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe đến từ nước Đức của một hãng xe sang rất nổi tiếng, đó chính là chiếc xe Mercedes GLK 220 CDI 4MATIC sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, biển số rất đẹp. Xe mới chạy hơn 10 vạn km. Xe được trang bị động cơ diesel 2.2 lít, máy dầu, hai cầu, sang số gầy tay trên vô lăng, nội thất da cao cấp, ghế chỉnh điện toàn bộ, cốp điện, cảnh báo vượt, camera lùi, cảm biến lùi, màn hình giải trí Android đa phương tiện. Và đặc biệt chủ xe đã độ thêm gần 100 triệu tiền đồ như la răng, dàn lốp, mặt ca lăng v.v. Máy móc nguyên bản hoạt động tốt không lỗi gì, xe bảo dưỡng đầy đủ định kỳ và vừa mới bảo dưỡng xong, nên quý vị yên tâm về chỉ việc sử dụng, không phải làm gì thêm, kể cả dầu máy, dầu hộp số cũng mới thay. Chúng tôi cam kết không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản. Quý vị có thể xem xe và kiểm tra tại bất cứ đâu nếu quý vị muốn. Chiếc xe này chúng tôi bán với giá 769 triệu đồng. Giá rẻ mà vẫn được đi xe sang, và đặc biệt xe này máy dầu, nên đi rất tiết kiệm nhiên liệu, hiệu quả kinh tế. Máy dầu của hãng Mercedes rất êm, không đổ to như máy dầu của hãng xe khác. Vậy nếu ai đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời đến cửa hàng chúng tôi để xem xe và lái thử. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phó Giám đốc Kinh doanh Nguyễn Trọng Tuấn. Chúng tôi mua bán và nhận ship toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn.